Chó bị thương do cắn nhau hoặc bị động vật khác cắn là một trong những tổn thương phổ biến ở chó. Thực tế, đây là lý do chính khiến chúng phải tới phòng khám thú y. Vết cắn từ nhẹ tới nặng có thể tạo thành các vết thương hở gây tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài da. Tùy thuộc vào độ sâu, lực cắn, các mô mềm và cấu trúc dưới da có thể bị tổn thương đáng kể. Không chỉ da có thể bị thủng hoặc rách, mà các cơ quan khác như gân, dây thần kinh và mạch máu bên dưới cũng có thể bị tổn thương. Nếu để lâu ngày không được cứu chữa, vết thương có thể bị nhiễm trùng và có thể gây chết cho chó khi bị nặng. Trong chương trình ngày hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ mách nhỏ bà con cách xử lý vết thương cho chó khi bị cắn. Mỗi ngày, phòng khám thú y này tiếp nhận hàng chục ca bệnh đến để xử lý vết thương cho chó. Các vết thương từ nhẹ tới nặng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, để quyết định phương pháp điều trị cho chó, việc đầu tiên là bà con cần xác định chính xác loại vết thương. Nói vậy thì cái vết thương nó tùy theo các loại vết thương. Vết thương thứ nhất là vết thương hở, thứ hai là vết thương kín, thì đây trong trường hợp đây là vết thương hở. Và trong cái trường hợp mà vết thương hở thì có những trường hợp là vết thương rất nặng. Nặng ở đây là gì? Là có hiện tượng là rách và đứt các cái mạch quản lớn, thì trong trường hợp là nó chảy máu rất là nhiều. Còn trong trường hợp mà nhẹ thì là cái hiện tượng mà chỉ là tác động đối với các mạch quản ngoại biên thôi. Do vậy là cái hiện tượng chảy máu nó ít. Còn một loại vết thương nữa là vết thương nhiễm trùng. Thì vết thương nhiễm trùng thường là sau khoảng một thời gian bị thương hoặc là bị tổn thương ở trên các cái tổ chức ở con vật mà chúng ta không xử lý được ngay. Vết thương nó thường là có màu, ví dụ như là màu là xám hoặc có thể là có mủ và có mùi hôi thối. Thế vậy trường hợp đây là trường hợp là vết thương là không phải là vết thương nhiễm trùng, mà vết thương là chúng ta thấy là vết thương hở, là chúng ta phải rửa vết thương. Và trong trường hợp nếu mà vết thương mà chảy máu nhiều thì chúng ta phải cầm máu, phải tìm những cái mạch quản mà lớn bị tổn thương thì chúng ta phải cầm, chúng ta phải khâu cái mạch quản nó lại. Còn trong trường hợp mà chảy máu ít thì chúng ta chỉ cần tiến hành chúng ta rửa. Thì rửa vết thương bằng các cái dung dịch thuốc sát trùng, và đây chúng ta thấy là cái dung dịch nước muối, thì nước muối sinh lý 0,9%. Dùng cái băng gạc nhá, chúng ta rửa. Thế vậy thì dùng cái này là tốt nhất. Trước kia thì thường là cho vào cái khay hoặc là vào một cái bát, cái chén nào thì chúng ta thấy là dúng vào thì chúng ta thấy là nó không được sạch như là chúng ta nhỏ trực tiếp vào, xong đó là chúng ta rửa. Rồi, thì đấy là chúng ta đã gì rửa xong. Thế vậy thì sau khi mà chúng ta rửa xong thì bắt đầu chúng ta lấy gạc chúng ta thấm khô vết thương. Sau khi mà thấm khô vết thương rồi thì chúng ta phải dùng cái cồn sát trùng, mà cồn sát trùng đây là phải là iodin nhá. Để chúng ta để sát trùng cái vết thương. Việc rửa vết thương thực chất là việc làm sạch vết bẩn còn bám trên bề mặt vết thương, tránh hiện tượng vi khuẩn xâm nhập và nhiễm trùng. Sau khi rửa vết thương, để ngăn chặn việc nhiễm trùng, bà con nên sử dụng kháng sinh để bôi trực tiếp lên phần vết thương hở, đồng thời tiêm kháng sinh cho chó để phòng nhiễm khuẩn toàn thân. Để cho cái cồn sát trùng nó khô, thì bắt đầu là chúng ta dùng cái mỡ kháng sinh. Cái kháng sinh đây thì tại sao chúng ta phải dùng kháng sinh mỡ? Kháng sinh mỡ thì chúng ta thấy là nó tiếp xúc vào cái bề mặt vết thương tốt hơn và nó giữ được lâu hơn. Tác động của kháng sinh tác động vào cái tại chỗ nó lâu hơn đối với kháng sinh bột hoặc là kháng sinh nước. Và đồng thời là nó chỉ ít kích ứng đối với da, do vậy nó làm cho da mềm. Đó, thì chúng ta sẽ bôi. Và chúng ta nhớ là chỉ bôi một lượt mỏng thôi nhé, không nên bôi bôi dày, bôi nhiều, và chỉ cần bôi một lượt mỏng trên vết thương này thôi. Để chống cái nhiễm trùng toàn thân thì là chúng ta phải dùng kháng sinh. Và đây đây là cái kháng sinh, cái là ampicillin.
Tất nhiên là kháng sinh là tùy theo nhiều loại kháng sinh chứ không phải chỉ là ampicillin, như trong trường hợp này chúng tôi dùng ampicillin. Đó. Rồi. Và tiêm thì chúng tôi tiêm chúng ta tiêm là ở thì bắp lưng nhá. Đấy. Thế đây, ở hai bên sống lưng đây. Và một cái lưu ý như thế này, rất nhiều trường hợp bà con chúng ta không để ý là vết thương rồi thì ngày hôm trước là chúng ta xử lý là rửa, nhưng ngày hôm sau là lười không rửa, cứ thế là bôi kháng sinh lên thì nó không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà chúng ta không rửa vết thương để cho nó sạch cái vết bẩn hoặc là các cái dịch viêm hoặc là cái tổ chức hoại tử mà chúng ta bôi trực tiếp kháng sinh lên thì kháng sinh mất tác dụng, và do vậy mà cái vết thương rất lâu lành. Cho nên là bà con chúng ta cần lưu ý là khi mà xử lý vết thương ngày đầu và sau đó các ngày tiếp theo chúng ta phải tiến hành từng bước. Thì các ngày sau tiếp tục ở đây là chủ yếu là rửa và bôi kháng sinh, chứ còn không cần phải là can thiệp nữa. Tất nhiên nếu mà vết thương mà có hiện tượng nhiễm trùng thì chúng ta lại phải cắt bỏ các cái tổ chức bị hoại tử đi và sau chúng ta tiến hành cho rửa, hay nói cách khác là phải tiến hành hàng ngày. Bà con có thể tự thực hiện việc rửa vết thương cho chó và tự bôi kháng sinh tại nhà với các vết thương nhỏ, còn các vết thương lớn chảy máu nhiều do vết cắn sâu để lại thì cần có các bác sĩ thú y rửa và nặn sạch dịch bên trong sau khi gây mê cho chó. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, bên cạnh việc xử lý vết thương, công tác chăm sóc nuôi dưỡng vật nuôi trong giai đoạn này cũng rất quan trọng. Nó quyết định đến khả năng phục hồi vết thương. Trong quá trình mà chăm sóc nuôi dưỡng thì là cái chuồng nuôi, đấy, cái lồng nuôi là phải thường xuyên sạch sẽ, khô ráo. Và thứ hai là trong trường hợp mà vết thương đã như thế này rồi thì là chúng ta không được thả gia súc, đặc biệt đối với chó. À, chúng ta phải cố định hoặc là cho nuốt ở trong lồng. Không có, nếu khi là khi mà thả thì nó có thể là đi ra các cái môi trường bẩn thì nó có thể tiếp xúc với môi trường bẩn thì cái vết thương nó rất dễ bị nhiễm trùng. Và thứ ba nữa là dùng cái chăm sóc nuôi dưỡng tốt, tức là thức ăn phải là đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhưng đặc biệt là dùng cái thuốc để nâng cao sức đề kháng. Ví dụ như vitamin C rồi vitamin tổng hợp để tác động đối với con vật nuôi để nâng cao sức đề kháng để cho vết thương nhanh lành.